Tôi cảm ơn Chúa là được học với Chúa sáng hôm nay. Trước khi học với Chúa thì tôi xin cầu nguyện. Lạy Chúa, xin đến với chúng con trong giờ này. Xin cai trị môi miệng của con để nói ra những lời gây dựng thân thể Chúa. Con cảm ơn Cha. Con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Cái đoạn Kinh Thánh mà tôi muốn đọc bữa sáng hôm nay ở trong Mác đoạn 4 câu 35 đến 39. Đến chiều ngày ấy, Ngài phán cùng môn đồ rằng: chúng ta hãy qua bờ bên kia. Khi cho dân chúng tan về rồi, Đức Chúa Giêsu cứ ở trong thuyền và môn đệ đưa Ngài đi. Cùng có các thuyền khác cùng đi nữa. Vả có cơn bão lớn nổi lên, sóng tạt vào thuyền đến nỗi gần đầy nước. Nhưng Ngài đưa ở đằng sau lái, tựa gối mà ngủ. Môn đồ thức Ngài dậy mà thưa rằng: Thầy ơi, Thầy không lo cho chúng ta chết sao? Ngài bằng thức dậy của gió và phán cùng biển rằng: hãy im đi, lặng đi. Gió liền dứt và đều yên lặng như tờ. Đây là một cái đoạn Kinh Thánh rất là quen thuộc. Và tôi nghĩ rằng nó quen thuộc trong cái đời sống của chúng ta. Cho nên cái đề tài mà tôi muốn hầu về Chúa bữa sáng hôm nay đó là bão tố ở trong cuộc đời. Cái đoạn Kinh Thánh mà chúng ta vừa đọc thì ghi lại một cái cơn bão tố. Bão tố có gì lạ không quý vị? Không. Chúng ta biết rằng cái biển hồ Galilee nó nằm ở vùng đất sa mạc. Trời rất là nóng. Và bốn bề thì được vây quanh bởi núi. Cho nên khi trời nóng thì hơi nước bốc lên. Bốc lên thì gặp những cái vách núi thì nó tạo thành ra những cơn gió xoáy. Và chính những cơn gió xoáy này thì làm cho dân chúng, nhất là những người đi thuyền, rất là sợ hãi. Nó không biết nổi lên cái lúc nào. Cho nên dân chúng ở tại cái miền Galilee rất là sợ. Cái vấn đề mà chúng ta đặt ra là họ sợ, nhưng mà họ sẽ đối phó bằng cách như thế nào? Không lẽ cứ sợ rồi cứ nằm ngoài nhà? Bởi vì cái vùng đất của họ muốn qua bên kia làm ăn buôn bán là phải đi qua bờ bên kia. Vì đó là cái khu thương mại. Nhưng mà bây giờ cứ bão tố như vậy thì làm sao đi? Sợ quá đi. Đi ra thì sợ chìm tàu, chìm thuyền. Bởi vì cái thuyền tàu xưa nó không phải như cái thuyền mà chúng ta thấy bây giờ. Thành ra dân chúng rất là sợ hãi. Chúng ta có thể so sánh cái sự sợ hãi của dân Galilee cũng giống như sợ hãi của chúng ta ngày hôm nay. Chúng ta ở trong cái miền Bắc Cali này là một cái vùng mà có thể nói xe cộ rất là nhiều, chạy như là mắc cưỡi. Cho nên chính vì vậy mà chúng ta thấy rằng cái tai nạn nó xảy ra liên tục. Hầu như là những lúc nào mà tôi đi tôi cũng đều thấy tai nạn. Nhưng mà bây giờ chúng ta làm sao? Sợ tai nạn quá không dám ra ngoài đường hay sao? Cứ trùm mình ở nhà nằm hay sao? Làm sao buôn bán, làm sao mà có thể đi làm? Chúng ta phải giải quyết cái vấn đề của cái bao tử. Mà hơn nữa chúng ta, khi mà chúng ta quan sát trên cái dòng xe mà chạy đó, chúng ta thấy có nhiều điểm rất là dễ sợ. Có người vừa lái xe vừa ăn sáng, có người vừa lái xe vừa test, có những bà các cô vừa lái xe vừa make up, đủ hết. Nhưng mà sợ nhất là mấy người test gửi tin nhắn đó. Đó là cái lý do mà xảy ra tai nạn. Nhưng mà không phải vì thế mà chúng ta nằm nhà. Chúng ta vẫn phải đi, biết như vậy mà chúng ta vẫn phải làm. Và tôi suy nghĩ đến cuộc đời của chúng ta ở đây cũng vậy. Cuộc đời tạm bợ trên này là một cuộc bợ có thể rằng bão tố xảy ra rất là triền miên. Nhưng mà vấn đề là thế nào? Đối với chúng ta là người có Chúa, Chúa dạy chúng ta đối phó như thế nào? Bão tố xảy ra thì có hai cách. Có cách thì tự do chúng ta tạo nên. Tôi có một ông bạn mà ông ở tù chung với tôi, ông là phi công. Mà qua đây thì ổng làm contractor đó. Cho nên ổng cứ ngồi, tôi làm, cứ nhiều khi tôi nhờ ổng đến sửa nhà, sửa cửa, ổng cứ ngồi hút thuốc liên tục như là cái ống khói lúc nào cũng nhảy. Tôi nói rằng: anh Châu ơi, anh làm điều này là không xong rồi đó. Ở Việt Nam khác, mình ở bên này mình biết rằng cái vấn đề này rất là cấm kỵ. Vì nó hại cho anh. Thì ổng nói rằng: tôi nói thiệt với ông chứ bây giờ bỏ vợ bỏ con được chứ bỏ thuốc không được. Nên không thế được. Một ngày kia khi ổng vào bệnh viện thì tôi vào thăm. Thì ổng nói rằng: bữa nay phải bỏ thuốc. Là vì bác sĩ nói rằng không bỏ thì chết. Phổi thì nó hầu như là còn có nửa lá và cái lá bên kia đang tui tui rồi. Và một năm sau thì ổng qua đời. Thành có những cái bão tố mà do chúng ta gây nên.
Nhưng mà cũng có những cái bão tố bên ngoài đưa đến. Ví dụ như cái tuổi già, như tôi ngày hôm nay là 77 tuổi rồi, thành ra thật sự ra đi đứng nó cẩn thận lắm. Chứ ngày xưa ví dụ như đứng đây nhảy qua cái này nó dễ dàng, chứ bây giờ là không dám rồi đó. Rồi có những cái nan đề khác, không những nan đề về tuổi tác, nhưng mà nan đề về bệnh hoạn. Có những bị những chứng bệnh rất là kỳ cục, qua đời rất là sớm. Tôi quen với cái bà Kim Khánh đó, rất là quen. Bà qua đời, bà phát hiện ra bà bị ung thư gan là đi rất là gọn. Thành ra còn trẻ mà cũng đi. Cho nên đó là những cái nan đề thường nhật. Và bên cạnh đó còn có những nan đề về gia đình, vợ chồng, con cái. Rồi nan đề về tài chánh. Ở cái đất nước này thật sự đó, nó cả trăm mối lo. Như thật sự quý vị với tôi thấy khi ở tôi ở Việt Nam là 60 tuổi là thấy không làm gì rồi nữa rồi. Bây giờ tôi 77 tuổi vẫn phải đi làm. Ngày cả 7-8 tiếng vẫn đi làm như thường. Thành ra tôi thấy nó cực quá. Nhưng mà phải đi làm để giải quyết những cái nan đề tài chánh hay là những cái chương trình mà mình muốn thực hiện. Như vậy thì dù người ngoài hay là con cái Chúa, tất cả chúng ta đều có nan đề. Hội thánh cũng có nan đề. Vừa rồi một sư Nguyên, ông hay đi Việt Nam là ông về. Chúng tôi có một cái nhóm cầu nguyện giữa các mục sư. Thì giữ liên lạc với nhau một tháng hai lần. Thì ông nói rằng vừa rồi Hà Nội tín hữu trong hội thánh chia làm hai phe. Nghĩa là một bên thì muốn mời mục sư, bên kia thì không muốn mời. Rồi hai bên cứ xô xát cũng như đảng Cộng Hòa và đảng Dân Chủ ở đất nước này vậy đó. Bên này nói thì bên kia bác lên. Rồi cái gì xảy ra? Cái điều mà đến nỗi mà muốn quấn lộn nữa. Thậm chí vậy, trong hội thánh mà muốn quấn lộn, sao phải nhờ chính quyền đến giải quyết? Đến để mà cái cuộc bầu cử đến đâu để rồi tiễn với ông cũ đi. Quý vị thấy trong hội thánh cũng có nan đề. Thì bây giờ giải quyết như thế nào? Đối với người thế gian thì họ nói rằng mai nhờ rủi chịu. Họ nghĩ rằng những cái điều đó là xui tôi chịu thôi. Chúng ta nhớ chắc ở đây các bạn trẻ thì không có phải như tôi hồi xưa là ở trong học là phải học Kiều, cho nên văn chương là phải học qua truyện Kiều. Thì cứ cô Thúy Kiều có than một câu: cũng liều nhắm mắt đưa chân, thử xem con tạo quay vần nơi nào. Nghĩa là mình là bất lực rồi, đưa đâu mình nhờ đó. Cũng như là quý vị đi vượt biên mà ai ngồi trên tàu rồi mà tàu nó chết máy thì sóng gió đưa đâu thì mình chịu đó. Rồi hồi đó thì chỉ có biết cúi đầu mà cầu nguyện, còn những người tôn giáo khác thì cứ kêu gào mấy cái vị thánh vị thần của mình giúp đỡ mình. Thì đó là người có Chúa. Nhưng mà chúng ta cảm ơn Chúa là chúng ta có Chúa. Mấy cái bài hát sáng hôm nay rất là hay, không biết có trọn theo đúng cái bài giảng của tôi hay không, nhưng mà thấy rằng trong cái cơn bão tố đó, khi mình có Chúa là mình có tất cả. Cho nên khi mà có một Chúa, khi mình có gặp những khó khăn thì mình làm gì? Kêu cầu. Ở trong câu 38 phần C thì nói rằng: Thầy ơi, Thầy không lo chúng ta sắp chết đuối hay sao? Sao mà giờ này Thầy còn ngủ vậy? Thầy không biết gì hay sao? Nhưng mà chúng ta biết sau đó cái chuyện gì xảy ra? Chúa dạy, Chúa của bão tố, tất cả yên lặng như tờ. Có một cái chìa khóa mà Chúa cho mình. Mà có nhiều khi chúng ta gặp hoàn nạn, chúng ta quấn nó cho thờ không biết giải quyết như thế nào hết. Ở trong Jeremy đoạn 3 câu 23 là: Hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho. Ta sẽ tỏ cho các ngươi biết những việc lớn và khó là những việc ngươi chưa từng biết. Khi nào quý vị đến, quý vị biết ông mục sư thì luôn luôn giúp đỡ gì tín đồ. Khi họ đến rồi nói: Mục sư giúp tôi vấn đề này. Cái chuyện đó giúp những công việc dễ thì được, nhưng mà khó là sao? Thôi tôi cũng xin chịu thôi. Nhưng mà Chúa này kêu cầu ta, ta giải quyết việc lớn và khó là những việc mà ngươi chưa từng biết. Chúng ta thấy rằng có những khi mà chúng ta ở trong hoàn cảnh hoạn, ví dụ như ba bạn của Daniel chẳng hạn, khi mà họ không chịu quỳ lại trước pho tượng vàng mà Nebuchadnezzar đã dựng nên, thì cái chuyện gì xảy ra? Theo luật pháp của vua ban hành, bỏ trong cái lò lửa hơn, đốt nóng gấp 7 lần. Thì bây giờ họ giữ vững niềm tin, họ bị vứt vào trong. Thì ở trong cái hoàn cảnh đó, cái gì xảy ra quý vị biết rồi. Không phải là ba người mà là bốn người, Chúa đồng hành với họ trong cái cơn cam khổ đó. Và sau đó Nebuchadnezzar đã ra một chỉ thị
Ai mà nói động đến Đức Chúa Trời của ba bạn này thì sẽ bị xử trảm, còn gia đình họ sẽ bị tiêu tán. Quý vị thấy không? Có những hoàn cảnh mà Đức Chúa Trời đưa đến để làm gì? Để danh Chúa được vinh hiển. Còn mình á, ý Chúa được nên có khi mình phải hy sinh, mình phải hy sinh. Nhưng mà đối với chúng ta, cá nhân tôi, nhiều lần Chúa đã giải cứu bằng những phép lạ mà chúng ta không biết trước được. Có một cái ông đó, ông là họa sĩ. Ông nói rằng cuộc đời ông sao mà xui xẻo quá. Thì ông nói rằng, Chúa ơi, tại sao mà cái lúc mà con gặp những khó khăn, những cái bức sơ sơ, thì con nhìn thấy, con cảm tưởng là Chúa đi cạnh con, bên cạnh con. Và có những khi mà khó hơn là Chúa đi trước, con đi sau. Mặc dù con cũng phải chạy theo, con cũng là đổ mồ hôi, nhưng mà rồi cũng thoát được. Nhưng mà khi con gặp những cơn mà gọi là những cái bão tố mà cùng cực á, con không thấy Chúa đâu hết. Cái lúc đó Chúa biến đâu hết. Con chỉ thấy mình con sải bước những cái bước chân tập tỉnh ở trên cái đường đời này. Chúa ở đâu? Thì Chúa nói rằng, con ơi, những lúc đó, những lúc mà ta bồng ẩm con, cho nên con không thấy cái dấu chân của con. Có những khi mình tưởng rằng mình thoát được những cái đó là mình khôn, mình tài giỏi. Nhưng mà thực tế là đó là những cái điều mà Chúa đang giải quyết cho chúng ta. Trong cuộc đời theo Chúa của chúng ta, mỗi người theo Chúa một cách khác nhau, có những hoàn cảnh khác nhau. Nhưng mà có một cái điều là chung đó, là khi mà chúng ta thuộc về Chúa rồi, thì Chúa có cái mục đích cho mỗi chúng ta. Cái mục đích đó là mục đích chung. Để làm gì? Để danh Chúa được cả sáng. Như câu chuyện của ba bạn Hebrew đó, danh Chúa được cả sáng. Ở trong Giăng đoạn 9 câu 1 đến câu 4 có chép về câu chuyện của một cái người mù sinh ra từ khi còn nhỏ. Thì các môn đệ hỏi chứ, thưa thầy, cái ông này ông bị mù là bởi cái tội của tổ tông để lại, nghĩa là cha mẹ để lại, hay là do ông gây nên về Chúa? Chúa nào không phải, cũng phải của tổ tông để lại, mà không phải của ông. Nhưng mà để danh Chúa được thể hiện trong người đó, chính người đó, để cho người đó nhận biết Ngài. Thành ra khi những cái hoàn cảnh đến với chúng ta, có những hoàn cảnh chúng ta thấy rằng cảm ơn Chúa vì Chúa cho xảy đến để chúng ta biết Ngài. Nhưng mà nói vậy không phải là khi mà Chúa giải quyết rồi chúng ta cứ ngồi ăn yên chơi, nằm trên võng đu đưa, ngủ rồi ăn rồi ngủ. Không phải. Chúa phải tôi luyện chúng ta. Hình ảnh của con chim ó ở bên Mỹ này, nếu mình nhìn cái sự sâu sắc của nó thì nó rất là hay. Con chim ó là một giống chim rất là khỏe mạnh, mà nó rất là khôn ngoan. Nếu quý vị qua những cái Bluetooth, thấy có những cái con nó bắt mồi đó, nó bắt những con nai mà rất là tương đối là nó na được, na lên thật cao, nó thả xuống cái, thì cái con rớt xuống, con mồi rớt xuống thì gãi cẳng, gãi giò, đó là xuống nó ăn thịt. Rất là nó khôn tới mức như vậy. Và ở bên cạnh tôi thì nhà tôi cũng thấy có một cái bầy quạ, quý ông bà, cái bầy quạ con chim quạ đó, nó có những cái hột, cái hột thức ăn của nó đó, khi mà nó gắp miệng rồi nó bay lên cao, nó nhả xuống rớt bể, rồi nó mới xuống nó mổ nó ăn. Thành ra chúng ta thấy rằng khi mà Chúa muốn sử dụng ngay cả những cái con vật đó, là những con đáng giá gì, con chim sẻ không đáng giá gì, chim sẻ, chim quạ, con ó không đáng giá gì, mà Chúa còn lo liệu ra, huống hồ là chúng ta. Nhưng mà Chúa phải tôi luyện. Quý vị biết con chim ó đó, con chim eagle đó, thằng đông nó làm tổ ở cái rất là hiểm hóc ở trên cao lắm. Và khi mà con của nó bắt đầu nó thấy có thể bay được rồi, con mẹ xô ra khỏi tổ, rồi nó rớt xuống, rớt vì cái sinh tồn nó phải ráng, nó sải cánh cho nó đập, đập mà đập không được thì con mẹ nó mới xuống nó sớt lại. Và cứ làm như vậy cho đến khi những cái con của nó trưởng thành. Và tôi nghĩ rằng có những khi mà Chúa cũng đưa mình vào trong cái hoàn cảnh như vậy để mình trưởng thành. Không có một cái anh hùng trong đức tin nào mà tự nhiên xưng dậy đứng lên rồi lên là vua hết, cũng như là xin lỗi như Đảng Cộng sản Việt Nam muốn đưa ai lên đưa, không có. Nhưng mà đối với Chúa Ngài tôi luyện. Chúng ta thấy như cuộc đời của ông Joseph không? Chúa có một cái khải tượng cho ông. Chúa cho ông thấy một cái niềm chim bao. Thứ nhất là vì cớ đầu tiên là ông được cái bà Rachel thương yêu quá mất đi, cho nên không muốn đi đâu, ở nhà cái ôm cũng cụm vậy, thành bị các anh ghen ghét. Rồi thêm đó rồi đi kể chim bao nó, tôi thấy các anh cũng như tôi, mỗi người mình tượng trưng cho một cái bó lúa. Tôi thấy tại sao mấy cái bó lúa của anh thì cứ quỳ xuống
sắp ở trước trước bó lúa của tôi. Nó không giận lắm, cái thằng nhỏ mà nó sắc, nó được mẹ thương đã là cái ghét rồi mà còn nói sắc nữa. Rồi có nhiều khi ông thật thà còn nói, có nhiều con thấy mặt trời mặt trăng thì cũng cúi xuống trước con nữa. Cái thì ông vô cốp, ông ra cốp với bà trên này. Chứ ý mày nói là cha mẹ tao với mẹ mày cũng phải quỳ trước mặt mày à. Nhưng mà cha mẹ thì cái lòng bao dung, nhưng mà các anh em thì không. Cho nên kết quả là thế nào? Một hôm ông đi đem tiếp tế thức ăn cho các anh em đang chăng, thì người ta thấy nó, cái thằng nằm mộng ra rồi, khử nó đi để qua cái giấc chim bao của nó như thế nào. Nhưng mà cũng may mắn là lúc đó có ông Giuđa muốn cứu, cũng có một người có tình thương, thôi để thả dưới giếng đi. Thì ông tính là thả giếng, rồi khi mấy anh kia đi rồi ông kéo lên, rồi tới đâu hay tới đó. Nhưng mà lúc đó ông đi thì gặp một cái bọn lái buôn Madian tới, thì sao cái gì xảy ra, đem bán cái bọn nó được, bán cho Joseph được mấy chục nắng bạc, vừa không giết em mình mà vừa có tiền nữa. Nhưng về nhà sao, tất cả đều im rò, sợ rồi. Jacob biết rồi, im hết, giấu bạc cái chuyện đó đi. Nhưng mà cái cuộc đời của ông Joseph mình thấy không, bắt đầu không phải là tự nhiên vậy, bán qua rồi đâu có phải là tự nhiên rồi đưa làm tể tướng Ai Cập đâu, không, thử thách qua làm nô lệ cho nhà của Potiphar. Thì gặp cái bà Potiphar này, bà thấy nhỏ này cũng khỏe mạnh, cũng đẹp trai, bà lại thương. Nhưng mà cái ông này ông có Chúa, cho nên khi mà bà cám vô ông thì ông sợ. Thậm chí có lúc bà ôm ông thì ông cũng cởi luôn cái áo mà vứt đi. Cái bà này, bà thấy bà mắc cỡ quá thì bà mới vu khống vào ông. Cái thằng này, thằng nô lệ nó toan hãm tôi, và tôi đã la lên cho nó vứt cái áo nó chạy, tôi rị nó vứt áo nó chạy. Chúng ta thấy không? Cái đường theo Chúa nó như vậy, nó khổ lắm. Cho nên ông phải trả giá. Trả giá ông cứ ở tù lẳng nhách không. Nhưng mà cái câu ông nói thế nào, khi mà bà mời gọi ông, chứ ông nói nè, nỡ nào tôi dám làm điều đại ác trước mặt Đức Chúa Trời như vậy. Ông sợ Chúa, ông có Chúa ông sợ. Thành ra mình ngày hôm nay là con cái của Chúa, mình ngoại trừ cái những vấn đề mà luân lý ở ngoài đời, giáo dục ngoài đời, mình sợ Chúa cho nên có những điều mình không dám làm. Và trong đó rằng đó là việc đại ác. Đại ác cái gì đâu, cái bà chủ bà kêu mình vô thì mình nghĩa là ở bầu thì dài mà ở thì có cái gì đâu, mình phải theo thời theo cơ sống chứ có gì đâu. Mà đã thành ra cái kết quả mà chối từ đó là bị ở tù. Cho nên hầu như là người ta nghĩ là Joseph cũng khổ, nhưng mà Joseph sợ Chúa. Lẽ nào tôi dám làm việc đại ác? Đối với ông đó là việc đại ác. Mình nhìn nó có cái gì đâu mà đại ác, nhưng mà đại ác. Chúng ta nhớ ông David không? Khi mà ông lớn tuổi rồi thì các tướng lãnh nó thôi, vua không cần phải đi ra trận làm chi nữa, thôi để cho tụi em lo, vua ở nhà nghỉ ngơi đi. Nghỉ ngơi rồi đi dạo đến sân thượng, thấy cái bà vợ Uri Bathsheba đang tắm. Rồi cái gì xảy ra quý vị biết rồi. Và chúng ta thấy rằng có một cái điểm mà mình thấy ở đây là ông David và bà Bathsheba giao thoa rất là nhiều lần. Thứ nhất cũng cho cái người hầu không qua, nó qua cái bà này, mụ nào nó đẹp, nó tên gì, ở đâu vậy. Rồi ông này về báo là điều tra vợ của Uri. Rồi sau đó, rồi ông David thì biết qua lại, và hai người dân díu với nhau. Và cái việc đại ác đó là giết Uri, một tướng lãnh của mình. Một tướng lãnh mà nói rằng thôi vua ở nhà nghỉ cho khỏe, tôi ra sống chết tôi chịu, tôi bảo vệ vua. Ông giết, thì đó là công việc đại ác. Có những việc thấy nó nhỏ, nhưng mà trước mặt Đức Chúa Trời đó là những công việc rất là đại ác. Cho nên mình thấy đối với mình có những công việc mà Chúa ngang, phải biết sợ. Chúa cho mình lời của Chúa để làm gì? Để mình được quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong. Vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình và mới được phước. Chúa chỉ mình cái cách được phước, chứ không phải là nói chuyện mà mai nhờ rủi chiều trong đời này, không phải như vậy. Nhưng mà Chúa có cách, Chúa hướng dẫn để cho mình được phước. Vừa rồi thì cách đây 4 tháng thì tôi, mục sư Nguyên, mục sư Long hiệp nguyện ở trong nhà thờ của mục sư Long, thì có một ông bạn của tôi cũng là mục sư ở dưới miền Nam lên,
thì mỗi người làm chứng về những ơn phước của Chúa và có những điều nào cần cầu nguyện. Thì ông nhìn tôi và ông nói rằng ông cảm ơn Chúa là cái lúc bây giờ mặc dầu ở tại miền Nam là quân đội đang cần những cứu quý, nhưng mà sao đó ông thấy sao ông vô. Cảm ơn Chúa chứ nếu ông vô thì ông đi tù như ông Lộc rồi. Nhưng mà trong lúc đó thì tôi nói là tôi cảm ơn Chúa là tôi được đi. Vì thật sự trong những cái lúc đó tôi thấy được cái tình yêu của Chúa, cái sự giải cứu của Chúa lạ lùng lúc đó các bạn. Và nếu mà tôi là mục sư mà tôi cứ thuận thuyền xuôi gió thế này thì nó thật sự mình không hiểu gì hết. Tại sao các tiên tri trước như ông Jeremy, ông cùng dân sự của Chúa lưu đài sao mình không hiểu. Nhưng mà khi mà tôi lưu đài với dân sự rồi, tôi mới thấy được và tôi thương ổng và mình yêu cả Chúa. Vì thế nào? Chúa có một chương trình. Có những con chiên bị lạc mất nằm ở trong tù đó, ai vô giảng cho họ? Chúa muốn mình vô đó. Tôi nhớ khi mà tôi mới đi trình diện thì tôi bị nhốt ở tại Long Giao gần cái nhà thờ Công giáo. Buổi sáng 5 giờ cái tiếng chuông đổ dậy buồn lắm, phải không ạ? Buồn lắm. Thì tôi dậy tôi cầu nguyện với Chúa. Chúa ơi, Chúa cứu con. Vì các con biết rằng ở bên ngoài á thì bây giờ có nhiều mục sư sau 75 họ sợ của họ di tán, họ chạy hết qua bên này. Và biết bao nhiêu hội thánh thiếu người chăng. Thì tôi nói Chúa ơi, Chúa giải quyết cho con về để con lo hội thánh Chúa. Nghe thì có tình lắm phải không quý vị? Có tình lắm, lo Chúa. Nhưng mà thật sự ở trong này nó cực quá, nó buồn quá đi. Cứ mỗi ngày mà đi cuốc đất như vậy mà thấy chán quá. Mà không thấy được tương lai, không thấy được mục đích gì. Một ngày kia thì trong cái chiên bao thì Chúa nói với tôi rằng, con ơi, con không cần phải làm những công việc mà con muốn làm. Con không cần thi hành chức vụ mục sư nữa. Nhưng mà con phải theo ta. Thì tôi nói, cái gì mà kỳ vậy? Mục sư mà không đi giảng đạo mà đi ra cuốc đất, rồi theo Chúa là theo cái đường nào? Cái chương trình của Chúa sao mà nó kỳ quá vậy? Và tôi cứ cầu nguyện. Nhưng mà thật sự là Chúa không trả lời gì. Hầu như là lúc bây giờ tôi thấy rằng trong cái bước đường tôi đi cũng giống như cái ông kia đó. Thấy có mình nghĩa là cô đơn vậy. Không thấy Chúa đồng hành với mình. Không thấy. Nhưng mà những lúc đó thật sự là Chúa bận. Tôi nhớ một lần nọ thì tôi lên núi để đốn cây. Cái cây dài thì bằng nửa cây này, dài khoảng 7-8 thước gì đó, vác về. Mà lúc bây giờ vác một cái cây mà cái bụng đói khổ tâm đó. Hạ nó xuống đã là cực rồi, bây giờ vác nó về nữa, thật sự nó cứ mắt nó hoa lên không thấy vác nổi. Chứ không phải như bây giờ mà nó thật sự vác cái đó là bây giờ dù lớn tuổi nhưng tôi vác được, tại vì mình no, mình có sức. Còn hồi đó thật sự nó ôm to ôm teo nghe không ạ, mà cái bụng thì không có gì cho nên nó hoa cả mắt. Nhưng mà phải vác về, cho nên tôi khiêng một cái đầu để cái gốc cây ở trên vai và cúi đi. Mà quý ông bà biết là hồi nữa tôi cũng là học trò, cũng là sinh viên, thì cái vai của mình cũng như các bạn trẻ giờ gọi là bất khả xâm phạm. Đưa cái là không chịu được, thấy người ta gánh nước chậm bon đó cho mình gánh thử coi, đau chịu không được, cũng làm được. Mình chỉ học thôi, chỉ viết thôi, bút thôi. Thì tôi không biết làm sao là đưa lên một cái đầu và khòm lắm. Nó giống như là cái con trâu kéo cái cây vậy, lết cả lết vậy. Thì thật sự nó mệt quá. Thì ở dưới có cái rễ ngang nó bắt. Tôi vấp một cái tôi té. Thì cái cây nó đập vào trên đầu tôi. Hồi đó nằm nó bất tỉnh. Mà con mình ở trong núi không có gì hết. Thì cho đến khi không biết bao lâu nữa. Tự nhiên vậy thì thấy cái cây đè mình. Lúc bây giờ trong cái vấn đề mà sinh tồn, cố gắng đẩy nó qua. Đẩy qua. Qua được rồi ngồi nhìn cái cây buồn lắm. Tại sao mà mình là người đi hầu với Chúa, mình hy sinh mà bây giờ thì ở trong cái hoàn cảnh như thế này, Chúa ở đâu? Tự nhiên nước mắt nó chảy ra. Và tôi nói rằng, Chúa ơi, nếu bây giờ có ai hỏi rằng Đức Chúa Trời ngựa ở đâu thì thật sự không biết trả lời sao ấy. Trả lời sao? Nếu ngươi có Đức Chúa Trời, ngươi theo Đức Chúa Trời, mà tại sao như vậy? Thì tôi nhớ lời của Chúa trong chép như thế này, Ê-sai, hễ khi dân Ngài chịu khổ, ấy là chính Ngài chịu khổ. Những cái lúc mình tưởng rằng có mình trơ trọi giữa một cái sa mạc, nhưng mà thật sự ra là cũng có người đang khổ ở mình, mà cái người đó là Đức Chúa Trời. Mình là cái gì? Quý vị biết rằng
Ở trong miền Nam á, người ta thương như người tù. Nhưng mà khi mà tôi ra miền Bắc rồi đó, trên cái chuyến xe lửa mà chở chúng ta đi á, người ta đứng ở bên cạnh á, người ta cầm đá người ta vứt lên. Đó là những cái thằng mà gọi là uống máu ăn thịt người đó. Nó tuyên truyền sao không biết, chửi thậm tệ. Và nó thật sự là thấy dân ngoài miền Bắc mình sợ lắm. Nó đi tỉnh phơ vậy đó, trong khi mình đi cuốc đất, mình đi vắt cây. Tôi nhớ có một lần cái ông nó, ông đi chăn trâu, ông cầm cái roi, ông đi ngang, ông thấy ông quất túi bụi vô. Ông nói đồ ngụy. Nghĩa là mình chỉ là một con sâu, con bọ, mà chính dân tộc của mình qua thường mình, khinh bỉ mình. Thì Đức Chúa Trời nói rằng, hễ khi dân Ngài chịu khổ, ấy là chính Ngài chịu khổ. Một cái đấng vua trên muôn vua, chúa trên muôn chúa xuống với mình mà nói rằng, con ơi, ta đang share với con cái gánh nặng này, con khổ ta cũng khổ. Tại sao cái chuyện đó có thể xảy ra? Là vì Chúa thương mình. Thương mình. Quý ông bà có con cái biết rồi, coi như đứa con nó hư hỏng lắm, nhưng mà mình không biết tại sao mình thương nó lại, không thể bỏ nó được. Tôi có một cái người bạn ở Việt Nam là bác sĩ, qua đây thì đi học làm mục sư với tôi. Thì đứa con ổng si ke, ổng giận lắm, từ như một cái bà mẹ không từ. Không biết cái giờ ổng đi cứ lén về cái là bà cho tiền. Có nhiều lần ổng về, ổng thấy nó ổng giận lắm, thậm chí ổng la hét với bà vợ. Nhưng bà vợ nói, anh ơi, bà khóc, con mình mà. Bà nói, anh không có banh da xe thịt, anh để nó, anh không biết, thôi là mẹ nó. Quý ông bà, Đức Chúa Trời đối với mình cũng vậy. Khi mình khổ, Chúa khổ hơn mình. Và từ đó thì tôi nói rằng, Chúa ơi, con theo Chúa, sẵn sàng để chịu khổ vì cơ Chúa. Và từ đó tôi nghĩ rằng, những cái lao động, những cái cực khổ, những cái đó không là cái gì hết. Mà tôi hầu vì Chúa. Đi với những anh em, mà nhất là những người tín hữu, tôi làm việc thế cho họ. Và những cái lúc đó mình thấy mình thỏa lòng, mình thấy mình giống như là một cái người mà như Chúa thay đại diện cho Chúa để làm cái công tác đó. Tôi nhớ cái ông trung tá Nguyễn Hữu Nam, cái lúc mà ở tàu Thanh Đà Nẵng, ổng là thanh niên thì tôi là nhi đồng thôi. Mà sau khi ở tù thì gặp nhau mừng lắm, anh em một sớ, ổng lớn tuổi ổng làm nổi, tôi phải đốn tre cho ổng, tôi làm thế cho ổng. Bây giờ nói ra thì nó dễ lắm, nhưng mà cái lúc làm phải như vậy, vì mình đốn xong cái chỉ tiêu mình đã mệt nhừ rồi, nhưng mà vẫn phải làm cho ổng. Tại sao mình làm được? Cái tình thương của Chúa nó ở mình, chứ mình làm được những công việc đó. Cho nên Chúa rằng, con không cần phải ao ước làm công việc của con làm, trong chức vụ của con, nhưng mà con theo ta. Theo ta có nghĩa là gì? Ta làm gì con làm rồi đó. Chúa không phải là chỉ dẫn đạo của ông bà. Chúa gặp những người khốn khó, Chúa giúp đỡ họ. Thì bây giờ, cái nhiệm vụ của chúng ta là những người theo Chúa. Ở trong những hoàn cảnh bão tố, mình cũng khổ, nhưng mà phải theo gương Chúa để làm. Tôi nhớ sau cái lúc mà Trung Quốc đánh Việt Nam năm 79 á, thì người ta đưa tôi về ở trong cái trại An Hà. Lúc bây giờ thì Nam Hà. Lúc bây giờ tôi ở chung với mấy ông tướng. Khi tôi về tới đó rồi thì tôi biết mấy ông tướng có mấy ông tin lành á. Tôi cố gắng tôi đến tôi liên lạc với họ. Lợi dụng những cái lúc mà giờ trưa thì cán bộ rồi nó lơ là, mình chạy tới nói chuyện. Thì tôi nói tôi là mục sư. Có bốn ông với ông bà, ông tướng có, ông tướng trực, ông tướng á, ông tướng quản. Nghe đến mừng lắm. Đứng bên thành á, mục sư, cầu nguyện cho tôi. Quý vị biết là ở trong tù mà gặp nhau, anh có gì ăn không? Có củ sáng nào? Có củ khoa nào? Nhưng mà những người đó họ không vậy. Anh cầu nguyện cho tôi. Thôi làm sao cầu nguyện? Mục sư đứng ở ngoài cái bức tường, mục sư giơ tay, mục sư cầu nguyện. Tụi tôi ở trong đó, tụi tôi cũng đứng sát vào bức tường, cúi đầu nụ bức tường cầu nguyện. Không có hoàn cảnh nào đẹp hơn. Đó là điều Chúa muốn mình làm. Khi mà tôi ở trong đó, tôi có một cái sự cảm động. Tôi nói là mấy ông ơi, tôi sẽ tìm cách tôi nhảy vào trong, tôi hầu Chúa mấy ông. Mấy ông nói không được đâu mục sư. Không được. Là vì có cái nội quy rằng, ai mà nhảy vào trong cái khu vực của mấy ông tướng là phải còng tay 15 ngày. Còng tay còng chân 15 ngày, nhốt trong cái phòng kín. Thì lúc bây giờ tôi được cảm động, tôi nói Chúa ơi, con sẽ làm cái điều đó. Thì tôi nói rằng thôi để mình tập, mình nằm im thôi. Tôi nằm im, tôi để hai tay hai chân mà không có đụng đậy. Để qua thứ 15 ngày mình có chịu được không? Nhưng mà thật sự quý ông bà, hôm nào nằm thử đi. Để yên tay, để yên chân á. Đừng có ngủ nha. Nằm mà nằm yên vậy đó. Không chịu nổi.
Nhưng mà sau đó tôi nói Chúa ơi, con không có chịu nổi. Nhưng mà con vẫn hầu với Chúa. Sau đó tôi tìm cách tôi leo qua một cái tường cao như khoảng 2 thước. Mỗi bữa như vậy tôi leo qua. Một tuần một lần tôi hầu với Chúa. Tôi đi như vậy là hơn 250 lần trong mấy năm ở chung. Không bị phát hiện. Mỗi lần mà tôi đi mà tôi hầu với tôi ra. Quý ông bà ơi, nó thỏa lòng làm sao á. Nó vui lắm. Thành ra mình mới nhớ trong Timothée nó sự thỏa lòng là một nguồn lợi lớn. Ở bên này quý ông bà tôi biết rằng ở đây mỗi người có những khó khăn. Nhưng mà phải làm sao cho mình thỏa lòng. Tìm cái sự thỏa lòng trong Chúa. Quý ông bà sẽ thấy rằng bệnh tật nó tiêu tan, những gánh nặng nó tiêu tan, tất cả mọi sự nó tiêu tan. Nếu mình có sự thỏa lòng. Và tôi ở trong tù 13 năm. Tôi sống như vậy. Và nó thật sự ra có nhiều người nói, ôi chàng anh may mắn quá anh ra, anh giỏi quá anh sống, anh chịu đựng được giỏi. Không phải. Chúa ban với mình, Chúa đồng hành với mình, Chúa đi với mình, Chúa ban cho mình sự thỏa lòng. Cho khi mà tôi qua bên này rồi quý ông bà, thật sự công việc Chúa hầu như nó hanh thông tất cả. Đến giờ này, cái điều quan trọng là Chúa cho cái sức khỏe để mà có thể làm việc. Bây giờ tôi vẫn, xin lỗi quý vị chứ, nhà tôi mở một cái food court nhỏ bán phở. Và tôi phụ đó, tôi làm, có tiền tôi gửi về tôi giúp cho mấy hội thánh ở Việt Nam. Cho đến cái tuổi già mà Chúa vẫn cho, Chúa vẫn ban phước để mình làm được. Thì đó là cái sự thỏa lòng. Cho nên cái vấn đề mà chúng ta đặt ra ở đây là Chúa luôn luôn đồng hành. Không có cái gì phải lo lắng. Đến giờ này thì tôi thấy rằng cảm ơn Chúa, Chúa kêu gọi tôi. Cảm ơn Chúa, Chúa cho tôi được hầu với Chúa. Và cũng cảm ơn Chúa mà đứng được với ông bà bữa sáng để nói lại. Ở trong Thi Thiên là tôi sẽ không chết đâu. Được sống để thuộc lại những ơn lành mà Đức Chúa Trời ban cho tôi. Sáng nay tôi thuộc lại những điều đó. Cảm ơn Chúa. Nếu mà tôi không gặp hoạn nạn tôi, thì tôi lấy cái gì tôi kể cho quý ông bà nghe. Nếu 75 mà tôi đi máy bay tôi qua, tôi dọt qua đây rồi, thì tôi lấy gì tôi kể quý ông bà nghe. Cảm ơn Chúa, đó là những ơn phước của Chúa. Cho nên cái vấn đề mà ở trong này mình, cách đây khoảng 7 năm thì tôi về hưu. Ở trong cái giáo hội Methodist thì họ nói rằng tôi là cái người về hưu trễ nhất, 72 tuổi. Chứ còn phần đông là họ 65 tuổi hay là 60 tuổi là xin về rồi. Thì có nhiều người đến chúc mừng nói ok anh xong cuộc chạy rồi. Tôi nói làm sao xong cuộc chạy rồi. Ông Paulo nói tôi đã đánh trận tốt lành, đã xong cuộc chạy trước khi ông bị lên máy chém. Còn Chúa Giê-xu là mọi sự xong rồi đi, trước khi Chúa trút hơi thở cuối cùng. Cho nên đối với chúng ta đó, không có xong cuộc chạy đâu. Mỗi người Chúa giao. Cho khi mình thở hơi thở cuối cùng, hồi đã xong cuộc chạy. Cho nên mình phải nhớ đến nhau, cầu nguyện với nhau, nâng đỡ nhau để trên cái cuộc đời này, cái đường đời này bão tố nó sẽ có, nhưng mà không là cái gì hết. Mình cầu nguyện với nhau, mình dìu nhau để mình tiến bước chống lại, nhắc nhở nhau để mình chống lại. Ở trong Mác đoạn 10 câu 9, cái câu này tôi rất thích. Thật ta báo cùng các con, không ai vì ta và tin lành từ bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đất ruộng mà bây giờ ngay cả trong đời này lại không nhận lãnh gấp trăm lần hơn về nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con gái, con cái, đất ruộng cùng với sự bắt bớ và sự sống đời đời trong đời sau. Ở trong nó có cái sự bắt bớ nữa. Từ bỏ rồi mà phải chịu bắt bớ nữa. Thì cái phần hưởng của chúng ta là phước hạnh và trong cái đời sau, đó là vương quốc của Chúa dành cho chúng ta. Hiện tại là mỗi chúng ta đang ở trong cái cuộc chạy. Biết bao nhiêu các thánh trên trời, cha mẹ chúng ta, những cái người tiền bối, những cái người mà gieo những hạt giống tin lần đầu tiên, đang nhìn chúng ta chạy. Khi chúng ta đến đích thì họ hoan hô, vỗ tay, sung sướng lắm. Nhưng mà họ cũng buồn khi thấy có những người gãi gánh giữa đường. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta hết thảy. Để trong bước đường mà chúng ta bước đi, dù cam go, dù khó khăn, nhưng mà không có nản lòng, vì Chúa ở cùng chúng ta. Tôi xin cầu nguyện là Chúa xin đến với chúng con, ở cùng thân thể của Chúa là hội thánh tại đây, ban phước cho những tấm lòng muốn hầu vì Chúa, muốn dâng lên Ngài những lời ngợi khen và chúc tụng. Xin gìn giữ họ, sử dụng họ những công cụ để Ngài có thể nới rộng vương quốc Chúa ở trong khu vực này. Chúng con cảm ơn Ngài. Xin ban phước cho tất cả các anh chị em, các bạn bè, các con cái của chúng con tại đây, ở cùng họ. Con thành kính cảm ơn Cha và thành tâm cầu nguyện. Nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen.